Những ngày gần đây, người dân đang làm việc học tập tại các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương đi ngang qua địa bàn huyện Đắc Tô khá đông. Trong số đó, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Hiểu và cảm thông với họ, người dân trên địa bàn huyện Đắc Tô đã có cách làm vô cùng nhân văn, cùng chung tay chia sẻ khó khăn với người dân mọi miền đất nước. Bà Nguyễn Thị Sinh ở khối phố 4, thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô là nhóm trưởng bếp cơm thiện nguyện Ca Ngọc, được thành lập từ tháng 7 năm 2017 với trên 20 thành viên. Từ khi thành lập, hoạt động của nhóm vẫn luôn duy trì đều đặn vào các ngày thứ 3, thứ 6 hàng tuần. Nhóm nấu cơm từ thiện cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn hiện đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Đắc Tô. Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, những ngày này, bếp cơm thiện nguyện Ca Ngọc luôn nhộn nhịp rộn ràng tiếng cười nói. Mỗi ngày bếp nấu và phát cả ngàn suất cơm cho những đoàn người từ các tỉnh phía Nam đi ngang qua địa bàn huyện Đắc Tô. Mỗi suất cơm đến tay người dân luôn đầy đủ chất dinh dưỡng với cơm nóng, thịt, cá, đậu, rau xanh, canh và cả những phần bánh ngọt, cháo dinh dưỡng cho các em nhỏ. Bà Nguyễn Thị Sinh cho biết, dù hàng ngày bếp nhận được những thực phẩm ủng hộ từ các mạnh thường quân, nhưng bản thân bà rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn nguyên vật liệu tươi sống an toàn trước khi chế biến. Các mạnh thường quân ủng hộ là chủ yếu, còn gia đình cũng đóng góp công sức, tự tay, và gia đình cũng có và tất cả các mạnh thường quân chung tay để mà góp sức để ủng hộ những người khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh về trong mùa dịch. Và thường xuyên trong bữa cơm thì cũng có là bên y tế là giám sát và kể như xét nghiệm đó. Còn cái phần mà các kể như là thành viên cũng được đều được tiêm chủng, một người một mũi hoặc là hai mũi đã tiêm chủng hết đó, để mà phục vụ rất tốt cho những người đi qua thị trấn Đắc Tô. Bữa cơm thì mình Đắc Tô thì chỉ có tấm lòng để hỗ trợ cho tất cả những người khó khăn từ thành phố về. Kể từ khi bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đến nay, bếp cơm thiện nguyện Ca Ngọc đã nấu và phát trên 10.000 suất cơm, đỉnh điểm có những ngày trên 1.700 suất. Chỉ tính từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 10, bếp đã nấu và phát trên 5.000 suất cơm. Ngay sau khi cơm được nấu chín và đóng gói hợp vệ sinh, các phần cơm này sẽ được vận chuyển tập kết đúng nơi quy định để phục vụ người dân qua đường mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Rất vinh hạnh để mà mình góp một phần nhỏ của mình để mình lo cho cái bếp cơm từ thiện ở chỗ nhà chị Tinh Kim Ngọc á, thì nói chung là cái bệnh dịch nó làm cho dân của mình thấy cái cảnh khổ đó là mình quá thương luôn. Nhiều lúc mình thấy người ta đi vậy là mình thấy xúc động lắm, thương lắm, nhưng mà mình không biết làm cách nào để mà giúp cho người ta. Mình chỉ biết là cùng anh chị, cùng chị em ở đây để mà lo những phần cơm để cho khách họ qua đường nó đỡ lòng. Ở đây là đại diện là chị Sinh là nhóm trưởng, còn mấy chị em ở đây thì bạn đồng với nhau để mà hợp sức là làm phụ với chị Sinh để cho có những cái bữa cơm ăn vội đơn giản nhưng mà nó ấm tình người. Trong thời điểm cả nước oằn mình chống dịch, bếp cơm thiện nguyện Ca Ngọc của bà Nguyễn Thị Sinh chứa đầy sự yêu thương và chia sẻ, là ý thức trách nhiệm của người dân Đắc Tô với cộng đồng, với mong muốn góp phần tiếp thêm sức mạnh cùng cả nước vượt qua đại dịch.